kính thưa các bác, các anh, các chị cùng bạn bè của hai cháu chuẩn bị cho cái lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm của hai cháu Chiến và cháu Tuyết. Thay mặt gia đình nhà trai, chúng tôi cũng xin được giới thiệu cái thành phần của gia đình chúng tôi, nhà trai chúng tôi hôm nay. Trước hết là ông chú tôi, tức là ông tên cái là ông Ban, tức là em trai của bố chú Dũng. Hai là tôi là trưởng cảnh họ. Ba là mẹ cháu, bà Nga là mẹ cháu cháu Chiến. Thứ tư là cháu bác Lan là chị dâu của ông Dũng, bà Nga. Và vợ chồng nhà thím Nga, tức là ông Hùng là em trai của chú Dũng. Và bà Hoa là em dâu của chú Dũng, bà Nga. Kính thưa hai họ, sau một cái thời gian tìm hiểu của hai cháu Chiến và Tuyết, tình duyên của các cháu cho đến hôm nay đã chín mùi, được sự nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền hai xã Hoàng Trinh của huyện Hoàng Hóa và Lũng Cao của huyện Bá Thước, được sự thông cảm của gia đình nhà gái vì cái điều kiện đường xá xa xôi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, theo cái phong tục gia đình nhà trai của chúng tôi có các cái lễ là ăn hỏi, xin cưới và nạp tài. Trước hết là để báo cáo lại với bên gia tiên và họ hàng bên gia đình nhà gái. Giờ phút này cháu Chiến chính thức là con rể của gia đình ông bà, ông Xoan và bà Toán. Và cháu Tuyết cũng là chính thức là con dâu của gia đình ông Dũng, bà Nga chúng tôi. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin được ý kiến và tiếp nhận các cái lễ của gia đình nhà trai chúng tôi. Vâng, kính thưa quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, lời đầu tiên xin là gửi lời chào, lời chúc đến quý ông, quý bà, cô dì, chú bác và bên họ nhà trai. Một lời chào, một lời chúc nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, cũng như bên họ nhà trai đã trình bày, hai cháu Tuyết và Chiến họ đã tìm hiểu và đã chín mùi, được sự nhất trí của hai cháu và đồng thuận của hai gia đình. Thì hôm trước thì là bên họ nhà trai đã có chụp trầu chai rượu, là có phần lễ về dằm ngõ. Và đến hôm nay cũng vì đường xá xa xôi nên làm không nên làm khó dễ cho gì cho nhau, thì là cho các ông các bà bên họ nhà trai là bốn phần lễ còn lại là một. Thì hôm nay các ông các bà lo về bốn phần lễ này về đến gia đình chúng tôi. Đã về đến gia đình chúng tôi thì chúng tôi xin giới thiệu, ở đây là cha sinh mẹ đẻ của ông Tuyết. Và xin mời các ông các bà được đều biết, và đây là bà của Tuyết. Vâng, còn ông bác mặc áo xanh xanh, mặc áo lính đó là ông bác cả. Vâng, là ông bác cả, anh trai của bố Tuyết ạ. Đấy. Còn anh kia là anh cũng là anh, là con bà bác. Còn anh ở đây là anh ở bên ngoại. Còn về các ông các bà đường xã xa xôi, những vì tương lai con em, các ông các bà hôm nay mang bốn phần lễ về đây đã trình bày với gia đình chúng tôi, để thay mặt họ nhà gái chúng tôi sẽ chấp nhận bốn phần lễ này. Và thời điểm đón dâu đó là tùy các ông các bà, thời gian nào phù hợp thì là các ông các bà đón dâu. Xin cảm ơn. Cô có lẽ là cũng xin báo cáo với hai họ như thế này, tức là theo cái thời gian thì giữa nhà trai và nhà gái là thống nhất là 8:15 là chúng tôi sẽ xuất phát ở đây, tức là về cái địa điểm cuối cùng, cái thời gian cuối cùng á, để về nhập phòng cho cháu á, là không quá 11:30, tức là về trước 11:00. Và thì cũng xin báo cáo với gia đình như thế. Và nhân đây á, thì cũng xin được thay mặt gia đình nhà trai, chúng tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà, anh em, rồi bạn bè của gia đình cháu Tuyết là xuống dự cái lễ thành hôn của hai cháu.
baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crash until the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Oh, 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 oh. Mm-hmm. A light storm. I love the way you bring me to life. One touch and I'm on some kind of high. Và xin được kính thưa với các cô công, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể quý vị thân mến, với ba bước quan trọng đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, gồm các bước ăn hỏi, xin cưới và nạp tài đã được diễn ra thành công và trọn vẹn, được sự đồng thuận, được sự cho phép của hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình. Ngay bây giờ đây, cho phép những người làm chương trình chúng tôi sẽ được giới thiệu dâu rể mới với hai bên gia đình ạ. Và kính thưa quý vị, đang đứng gần với MC ngày hôm nay nhất, một chàng trai rất là điển trai, khôi ngô, tuấn tú và đa tài. Chúng tôi sẽ được báo cáo với các cụ công, các bà, cô dì, chú bác bên phía gia đình hoạt gái của chúng ta. Đây chính là tân chú rể Trần Chiến. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là rể con chưa cưới của gia đình họ nhà gái chúng ta đây ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng và đón nhận chàng rể quý ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay giây phút này đây, chúng tôi cũng xin được thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi sẽ được thông báo cáo với các cụ công, các bà, các bác, các cô, các chú trong thành phần cấp cao, thành phần nạp tài của gia đình họ nhà trai đang đứng gần với chú rể Trần Chiến ngày hôm nay không ai khác thưa quý vị, một cô gái rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương, thùy mị và nết na không ai khác. Đây chính là tân cô dâu Hà Tuyết. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là dâu con chưa cưới của gia đình họ nhà trai chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn ạ, để chúng ta được chúc mừng và đón nhận. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and fate. I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg. On my heart like war. Coming back for your heart now. Cause this one ain't mine anymore. Well, you went by yourself, dressed like an angel in white underwear. Can you be like a drone? From a song that I've known all along. Can you take the islands just pulling apart the waves as I fall into your arms. Tearing up roses as daylight approaches. Just hoping to be what you want. Hold me up with your bare hand like some pillar guide. On this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor. Raise a wall for your truth. Build it up like a fortress. Wave the flag when I come home to you. Yeah.
never thought that the world could be turned upside down in a simple game of hide and seek. But that night... Thưa quý vị, như vậy là giây phút được chờ đợi nhất của nhạc tranh chúng ta đã tới, của tất cả chúng ta đã tới giây phút quan trọng này. Chủ đề trận chiến cô dâu Hà Tuyết đã trở về đến hội trường cưới của nhạc tranh chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong niềm vui liền phút tân đoan của nhà tranh chúng tôi đang xếp tân đoan để trân trọng chào đón sự hiện diện trở về có mặt đông đủ của các ông bà của quý vị khách quý hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị đã cùng hướng trở về đến hôn trường cưới của nhà trai để cùng tham dự sự kiện hạnh phúc lễ thành hôn của chủ đề trận chiến sảnh thiêng cùng với cô dâu Hà Tuyết. Xin kính mời các bạn, kính mời quý vị khách quý hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng trở về với hôn trường cưới của nhà trai chúng tôi, sẽ cùng lựa chọn cho mình với những bàn tiệc tràn đầy trang trọng để chúng ta sẽ cùng chung vui, sẽ cùng chúc mừng, cũng như để đáp ứng hạnh phúc cho chủ đề trận chiến và cô dâu Hà Tuyết. Xin được cảm ơn các cô bảo, cảm ơn các vị khách quý rất nhiều. Will you wear by yourself, dressed like an angel in white on the way? Can you be like a drone, straight from a song that I've known all along? Can you take the islands just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Hold me up with your bare hands like some pillar guard. Và sau khi thực hiện những công việc thành kính của mình, bây giờ thì chủ đề trận chiến và cô dâu Hà Tuyết đã có mặt tại sân khấu hạnh phúc của nhà trai để đáp lại sự mong chờ của các cô bà, của quý vị khách quý. Và những chào vang tay thật lớn chúng ta sẽ cùng vang lên để chào đón sự diện của cô dâu và chủ đề. Và xin kính mời cô dâu và chủ đề sẽ cùng ngồi xuống vị trí trang trọng và hạnh phúc của mình. Xin mời. Kính thưa các bậc kế cao bóng cả, các ông, các bà, các vị khách quý đại tộc hai bên sảnh kính mến, lời đầu tiên cho phép chúng tôi những người làm chương trình xin được thay lời cho nhà trai gia đình ông bà Trần Văn Dũng và Trịnh Thị Nga tại thôn 4 Hoàng Trinh, Hoàng Hóa chân thành cảm ơn, hân hoan đón chào sự hiện diện có mặt đông đủ của các bậc cao niên cao tuổi, các ông, các bà, các vị khách quý đại tộc hai bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, cũng như bà con hàng xóm láng giềng và bạn bè nam nữ thanh niên ngày hôm nay đều đã thu xếp công việc thời gian cùng hướng trở về với hôn trường cưới của nhà trai chúng tôi để cùng chung vui, để cùng chúc mừng, cũng như để tăng ở hạnh phúc cho chủ đề trận chiến và cô dâu Hà Tuyết trong sự kiện hạnh phúc lễ thành hôn. Thì thưa quý vị, như vậy là sau biết bao sự mong mỏi chờ đợi, sau biết bao sự mong ngóng đến giờ phút quan trọng này, đại tộc nhà trai chúng ta đã chính thức đón chào bước chân của nàng xuân hiển sâu thảo, cô dâu Hà Tuyết. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, một ngày rất đẹp trời, một ngày chúng ta có thể khẳng định được thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ ủng hộ trong sự kiện hạnh phúc lễ thành hôn của chủ đề trận chiến sánh thương cùng với cô dâu Hà Tuyết. Những người làm chương trình của chúng tôi trở về với hôn trường cưới của nhà trai để thực hiện một chương trình nhịp cầu hạnh phúc gửi tới cô dâu và chủ đề với những lời chúc ý nghĩa và chân thành nhất. Lời đầu tiên cho các Hoàng Trinh xin được thay lời cho anh em những người làm chương trình, cũng như xin thay lời các quan viên khách quý hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị, xin gửi tới những người đẹp nhất, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất, đó là chủ đề trận chiến và cô dâu Hà Tuyết, lời chúc mừng trăm năm tình viên mãn trọn đời nghĩa phu thê. Thưa quý vị, lời chúc mừng thứ hai không thể thiếu được, đó chính là gửi lời trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện có mặt đông đủ của các cô bà, của quý vị khách quý hai bên gia đình. Chân thành cảm ơn và chúc toàn thể quý vị khách quý chúng ta sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa bạn, kính thưa quý vị khách quý kính mến, trải qua những ngày tháng chờ đợi, trải qua những ngày tháng chờ mong, trải qua những giây phút thăng trầm của tình yêu, đôi bạn trẻ Trần Chiến và Hà Tuyết đã cùng đến bên nhau bằng tình yêu chân thành. Và ngày hôm nay đón nhận được sự đồng ý nhất trí của đại tộc hai bên gia đình, cũng như sự cho phép của chính quyền sở tại, chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết
đã cùng tay trong tay bước tới đỉnh cao của tình yêu, đó chính là xây dựng hạnh phúc lứa đôi, xây dựng hạnh phúc gia đình và xây dựng riêng cho mình những lâu đài tình ái. Hai bên gia đình đã cùng thống nhất để lựa chọn lấy khung giờ lành, ngày lành, đó chính là ngày hôm nay 11 tháng 8 năm Nhâm Dần, để chính thức long trọng tổ chức sự kiện lễ tân hôn để tác hợp hạnh phúc cho chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết liên duyên vợ chồng. Còn bây giờ, trân trọng kính mời các bạn, kính mời quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng trở về với sân khấu hạnh phúc của nhà trai chúng tôi, để những người làm chương trình của chúng tôi xin được long trọng tuyên bố sự kiện hạnh phúc lễ tân hôn của chủ đề Trần Chiến sánh duyên cùng với cô dâu Hà Tuyết xin phép được bắt đầu. Và xin mời chủ đề và cô dâu trong trang phục đẹp nhất của ngày cưới sẽ cùng nhẹ nhàng đứng lên để diễn tiến ra mắt, để cúi chào cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý. Xin mời cô dâu và chủ đề sẽ cùng đứng lên để nhẹ nhàng cúi chào cảm ơn tới quý vị. Và những chào quan tâm thật lớn của toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng vang lên để chúc mừng. Thưa quý vị, những giai điệu rộn rã của âm nhạc và đặc biệt đó là một màn bắn pháo hoa rất tuyệt vời, những sắc màu lung linh của ánh pháo điện, những nụ cười hân hoan, những chào quán tay thật lớn của quý vị đã tô điểm cho niềm vui, niềm phúc rất lớn của chủ đề Trận Chiến và cô dâu Hà Tuyết trong giây phút đang có quý vị hạnh phúc của mình đã cùng đứng lên để diện kiến ra mắt, để cú chào cảm ơn. Và bây giờ thì mời cô dâu và chủ đề sẽ cùng ngồi xuống vị trí trang trọng và hạnh phúc của mình. Xin mời. Kính thưa các bạn, kính thưa quý vị khách quý kính mến, ngày hôm nay ngày lành sử lành, rất hạnh phúc hân hoan và phấn khởi đối với nhà trai chúng tôi đón được trân trọng chào đón đại tộc nhà gái gia đình ông bà Hà Văn Xoan và Hà Thị Toán tại thôn Hiên Lũng Cao Bá Thước đã cùng trở về với hôn trường cưới của nhà trai để cùng tạo dựng cho trường cưới của nhà trai tôi một không khí rất trang trọng, vui vẻ và hạnh phúc. Toàn thể quý vị khách quý, trở về nhà trai là những vị khách quý và rất đáng quý đối với nhà trai chúng tôi. Trân trọng kính mời các bạn, kính mời quý vị khách quý hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng mời chén nước chén trà cho vui cửa vui nhà, sẽ cùng mời chầu mời bánh kẹo ngọt, để bây giờ sẽ cùng với anh chị em nghệ sĩ xứ Thanh quay trở về với quê hương Kinh Bắc xa xôi, cái nôi văn hóa của người Việt cổ. Tổ quốc quan họ sau tiêu mời nước mời chầu, tiếng hát của ca sĩ Huyền Thương bây giờ sẽ đi từng bàn để gặp gỡ. Và trân trọng kính mời các bạn, kính mời quý vị khách quý hai bên gia đình với những miếng chầu tiếp cánh phượng đầy nghĩa tình của nhà trai chúng tôi. Chào đón Huyền Thương, tổ khúc mời chồng xin mời. Mới xin đến chơi nhà, bốc thang quả nước hoa tràn người xa, yêu nhau gỡ đằng xa, có hát lại bằng tay đứng gần.
Sĩ Huyền Thương với tổ quốc quan họ sao duyên mời nước mời chầu đã đi từng màn để gặp gỡ và trân trọng kính mời các cụ bà kính mời quý vị khách quý hai bên sân đình với những miếng chầu tết cánh phượng đầy nghĩa tình của nhà trai chúng tôi cũng rất mong muốn rằng các ông các bà hai bên sân đình đã đón nhận được những miếng chầu tết cánh phượng đầy nghĩa tình chưa ăn xin hãy cầm lấy để nhà trai chúng tôi xin được thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình đúng như những giai điệu và ca từ của tổ quốc mời chầu cất lên. Trải qua những năm đợi tháng chờ, trải qua biết bao nhiêu khó khăn của cuộc sống, đôi bạn trẻ Trần Chiến và Hà Tuyết đã cùng đến bên nhau bằng tình yêu chân thành, nhẹ nhàng lãng mạn như những tia nắng của Hà, đặc biệt nồng nàn cháy bỏng như hoa sữa mùa thu. Họ đã cùng thưa chuyện với mẹ, với cha, với các bà các ông vào sự ngày hôm nay. Hai bên gia đình đã cùng thống nhất để lựa chọn lấy khung giờ lành ngày lành để chính thức long trọng tổ chức sự kiện lễ thành hôn. Để tác hợp hạnh phúc cho chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết Lê Xuyên vợ chồng. Còn bây giờ sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất của chủ đề và cô dâu. Giây phút và cô dâu của chủ đề sẽ bước lên với đỉnh cao của tình yêu, của những niềm vui và niềm hạnh phúc. Xin mời chủ đề và cô dâu sẽ cùng nhau đứng lên trong ít phút. Xin mời. Kính thưa quý vị, khách quý kính mến, ngay bây giờ sẽ là tất cả những lời hẹn ước, những lời gửi gắm mà ngày hôm nay chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết sẽ cùng trao cho nhau. Lời hẹn ước nguyện cầu đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón từ phía chủ đề Trần Chiến trao cho cô dâu. Anh sẽ trao cho em chiếc nhẫn cưới với tất cả tình yêu thương bao la của anh dành cho em. Đặc biệt, hãy cùng anh đi đến tận chân trời góc biển, hãy cùng anh vượt qua mọi khó khăn sóng gió của cuộc sống. Hãy cùng anh chúng ta tạo dựng ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức trọng thể thể hiện tình cảm sâu sắc nguyên thề định ước thủy chung giữa cô dâu và chủ đề, đó là nghi thức trao nhẫn cưới. Và chàng trai trẻ Trần Chiến lấy ra chiếc nhẫn để trao cho người vợ hiền yêu quý của mình trước sự chứng kiến đông đủ của các ông bà và quý vị khách quý hai nhà chúng ta. Với nụ cười sang người, hạnh phúc trên môi, tôi sâu sắc hạnh phúc đón nhận những tình cảm ngọt ngào, yêu thương từ người chồng yêu quý của mình. Và tất nhiên rồi, tôi sâu cũng đã trao cho chủ đề chiếc nhẫn để thay cho tất cả những lời đính ước, những lời nguyện cầu. Em sẽ yêu anh, sẽ theo anh suốt cả cuộc đời này. Chồng yêu, anh đã là người đàn ông của đời em. Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc bên cạnh những đứa con sinh. Chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết đã trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới, trao cho nhau cả cuộc đời. Còn có bà các vị khách quý đừng quên dành những tràng pháo tay lớn để chúc mừng hạnh phúc. Cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chủ đề sẽ cùng tiến về lên bàn tháp ly để cùng nhau khui rượu, để cùng nhau rót tháp ly hạnh phúc của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức khui rượu sâm banh và rót tháp ly hạnh phúc của cô dâu và chủ đề. Và chai sâm banh đầu tiên sẽ được cô dâu và chủ đề sẽ cùng chung tay để khui mở trước sự chứng kiến đông đủ của các cô bà của quý vị khách quý hai nhà chúng ta. Tiếng nổ của sâm banh đã vang lên, thưa quý vị, những niềm vui, những niềm hạnh phúc từ ngày hôm nay đó chính là hạnh phúc đứa đôi, là hạnh phúc gia đình mà chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết sẽ cùng chung tay để vun bén gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, tháp ly hạnh phúc, suối nguồn của tình yêu, của những niềm vui và niềm hạnh phúc, như những con suối nhỏ đổ về với biển lớn, những tình yêu của chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết sẽ luôn được đắp đầy theo năm tháng. Và sau khi bật vở, trang sâm banh đầu tiên thành công sẽ là tiền đề để cô dâu và chủ đề sẽ cùng hướng tới để vui vở trang sâm banh thứ hai. Xin mời. Can you be
và trong niềm vui, những hạnh phúc hân hoan của đại tộc thanh niên gia đình ngày hôm nay, đó Sâu Hiền, đó Sể Thảo, chúng ta đã có thể nói rằng nhà sâu, nhà sể đâu xa, hai bên kết nghĩa trăm hòa trăm năm, nhà trai nhà gái đã gần rồi, hai bên kết nghĩa tình thương mặn mà. Hôm nay hai bên gia đình hân hoan đón Sâu Hiền, đón Sể Thảo, đôi bạn trẻ Trần Chiến và Hà Thuyết chính thức nên xuyên vợ chồng. Các nhà quay phim, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đang rất cẩn thận để ghi lại những thước phim, những tấm hình đẹp nhất của khoảnh khắc hạnh phúc chung đôi của đôi bạn trẻ Trần Chiến và Hà Thuyết. Và tất nhiên sở cô sâu bạn thân thể cũng sẽ không quên xót rượu vào hai ly rượu, đó là ly rượu sao mơ, là ly rượu hẹn thề, để cô sâu bạn thân thể cùng dành cho nhau những hương vị ngọt ngào của tình yêu, của mê say hạnh phúc. Thưa quý vị, những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc cùng với ánh mắt thân thương sảng ngời của toàn thể quý vị khách quý đã hướng về với sân khấu hạnh phúc để chứng kiến trong những giây phút đẹp nhất và hạnh phúc nhất của cô sâu và chủ đề. Và xin mời chủ đề và cô sâu sẽ cùng nâng ly rượu hạnh phúc của mình lên và sẽ đan tay qua nhau để dành cho nhau những hương vị ngọt ngào của tình yêu, của niềm vui, của những niềm hạnh phúc. Xin mời cô sâu và chủ đề đứng ra giữa sân khấu một chút nữa. Hãy đan tay qua nhau và những khoảnh khắc đẹp nhất của hai bạn trước sự chứng kiến đông đủ của các bạn, của quý vị khách quý. Xin mời cô sâu và chủ đề. Ly rượu sao môi, ly rượu hẹn hề đã được cô sâu và chủ đề cùng sạch cho nhau. Bên cạnh đó là những trang quan đất đồng để chúng ta đã chúc mừng. Kính thưa quý vị, bánh kem, bánh cưới thể hiện trong tình nghĩa vợ chồng son sắt chung thủy, thương nhau cho đến bạc đầu vẫn thương. Bao tầng bánh kem đó như những nấc thang quan trọng trong sự nghiệp, trong cuộc sống mà cô sâu và chủ đề sẽ cùng hướng tới. Và đỉnh cao của tình yêu sẽ là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, có cuộc sống no ấm đủ đầy. Và xin mời chủ đề Trần Chiến và cô sâu Hà Tuyết sẽ cùng chung tay để thắp lên ngọn lửa của tình yêu, của những niềm hạnh phúc. Xin mời cô sâu và chủ đề cùng thắp lên yêu thương. Thưa quý vị, trải qua những năm đợt tháng chờ thì ngày hôm nay câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của chủ đề Trần Chiến và cô sâu Hà Tuyết đang đón nhận được sự quan tâm vun vén rất lớn của hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Ngày hôm nay thì các ông bà các vị khách quý cũng như là bên cạnh đó là bà con lối xóm và đặc biệt là những người bạn thân thương của cô sâu và chủ đề đã đang cùng có mặt đông đủ để ngày hôm nay cùng chứng kiến cho những giây phút đẹp nhất và hạnh phúc nhất của cô sâu và chủ đề. Và xin mời cô sâu và chủ đề sẽ cùng chung tay để sẻ chia hương vị ngọt ngào của tầng bánh kem đầu tiên, tầng bánh kem dưới cùng, thể hiện trong nền tảng gia đình vững chắc, chân khối đại gia đình lớn mà chủ đề Trần Chiến và cô sâu Hà Tuyết sẽ cùng chung tay để vun vén gia đình hạnh phúc. Tầng bánh kem thứ hai, tầng bánh kem ở giữa đó như những nấc thang quan trọng trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Bên cạnh đó là còn là những lời cảm ơn, và ngày hôm nay Trần Chiến và Hà Tuyết xin được cảm ơn tới hai bên gia đình. Và đỉnh cao của tình yêu sẽ là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, có cuộc sống no ấm đủ đầy và lòng mong đợi của các bậc sinh thành, các ông các bà, các vị khách quý. Và đến bây giờ Trần Chiến và Hà Tuyết đã chính thức là vợ là chồng. Chủ đề Trần Chiến thân mến, hãy lấy một phần bánh nho nhỏ để người vợ hiền yêu quý của mình cảm nhận thấy vị ngọt của bánh kem, bánh vợ, bánh chồng, của những niềm hạnh phúc được lấy sao ạ, lấy ngón tay tình cảm ơn rất nhiều ạ. Những khoảnh khắc rất đẹp của chủ đề Trần Chiến và cô sâu Hà Tuyết, cô sâu hãy cảm nhận điều đó. Bắt tay kia rồi, cô sâu cũng sẽ lấy một phần bánh nhiều hơn một chút nữa để chủ đề cảm nhận thấy điều đó. Những khoảnh khắc rất đẹp thưa quý vị. Và chủ đề Trần Chiến thân mến, hãy sang rộng vòng tay ôm cả thế giới của mình vào lòng đi ạ. Xin mời kính thưa bà, kính thưa quý khách quý kính mến, và ngày vui ngày hạnh phúc của chủ đề Trần Chiến và cô sâu Hà Tuyết ngày hôm nay thì hai bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đã chuẩn bị những món quà, những tặng phẩm để chào mừng hạnh phúc cho cô sâu và chủ đề. Và bây giờ kính mời trở về sân khấu, đó là sự hiện diện của song tâm phù mẫu bố mẹ thân sinh của chủ đề Trần Chiến, đó là bố Trần Văn Dũng và mẹ Trịnh Thị Nga sẽ trở về sân khấu để khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ có món quà chào mừng hạnh phúc cho con trai và con dâu yêu quý của bố mẹ. Xin kính mời bố mẹ sẽ cùng trở về sân khấu.
đang trở về với sẽ có hạnh phúc, đó là món quà của sao thơ phủ mộng, bố mẹ thân sung của chủ đề. Đó là bố Dũng và mẹ Nga đã lên sân khấu để có món quà mừng hạnh phúc cho hai con. Đúng là đi khắp thế gian cũng không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cha đời con. Ngày vui ngày hạnh phúc của hai con, bố mẹ đã về sân khấu để có món quà mừng hạnh phúc cho hai con. Có lẽ là cô dâu quản lý định cũng đang muốn dành thật nhiều những lời cảm ơn tới bố, cảm ơn tới mẹ, những người đã yêu thương chúng con hết mực, cũng như luôn vun vén để hai con có ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng con xin hứa với bố mẹ sẽ là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa, sẽ là sâu hiền là sinh hào, để hoàn lòng mong đợi của bố mẹ, của các bố bà, các vị khách quý hai bên gia đình. Xin cảm ơn bố mẹ xem kính yêu rất nhiều. Và tiếp theo xin kính mời lên sân khấu món quà của anh trai của chủ đề sẽ trở về sân khấu để có quà mừng hạnh phúc cho hai em. Xin mời lên sân khấu món quà của anh trai của chủ đề. Anh em thì đúng là như thế, tay chân ngày vui ngày cưới của hai em, anh trai đã lên sân khấu để có món quà chào mừng hạnh phúc cho hai em. Hãy lời cô dâu chủ đề cảm ơn món quà của anh trai rất nhiều đã lên sân khấu để chào mừng hạnh phúc cho hai em. Chúc anh cùng với gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Xin được cảm ơn món quà của anh trai của chủ đề rất nhiều đã trở về sân khấu. Và tiếp theo sẽ là món quà của bà nội và gia đình chủ tính Hùng Hoa sẽ trở về sân khấu để cho món quà của bà nội chào mừng hạnh phúc cho cuộc sống và chủ đề. Xin trân trọng kính mời. Đang trở về với sân khấu hạnh phúc, đó là món quà của ông bà ngoại. Và ông ngoại đã lên sân khấu để ngày vui ngày cưới của hai cháu yêu quý ngày hôm nay sẽ có món quà tặng phẩm chào mừng hạnh phúc cho hai cháu yêu quý của ông. Hãy lời cô dâu quản lý cảm ơn ông ngoại rất nhiều đã lên sân khấu đầu tiên, đó là có những lời chúc cho hai cháu được hạnh phúc trăm năm. Bên cạnh đó sẽ là món quà để chào mừng hạnh phúc cho cô dâu quản lý. Cảm ơn ông ngoại rất nhiều. Chúc ông ngoại dồi dào sức khỏe. Chúc ông ngoại bách niên dài lão. Cảm ơn món quà của ông ngoại rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là món quà của ông Huệ sẽ lên sân khấu để chào mừng hạnh phúc cho cô dâu quản lý. Kính mời lên sân khấu món quà của ông Huệ. Cảm ơn ông Huệ rất nhiều đã thay mặt con gia đình để trao món quà và hạnh phúc cho cô dâu và chủ đề. Chúc con cùng với đại gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin mời lên sân khấu món quà của em Tùng và em Hải sẽ lên sân khấu để cùng trao hạnh phúc cho cô dâu và chủ đề. Đang có mặt tại sân khấu hạnh phúc, đó là món quà của em Tùng và em Hải lên sân khấu để chào mừng hạnh phúc cho chủ đề và cô dâu. Cảm ơn món quà của hai em rất nhiều. Và tiếp theo sẽ là món quà của em Trường và em Trinh sẽ trở về sân khấu. Need your reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. Và cũng xin mời lên sân khấu món quà của em Trinh sẽ chào mừng quý cô dâu chủ đề. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều món quà của em Trường và em Trinh. Tiếp theo sẽ là món quà của em Thu và em Hương cũng sẽ trở về sân khấu. Và ngày hôm nay thì danh sách đăng ký trao quà sẽ hai bên gia đình rất là nhiều. Chính vì vậy mà tiếp theo tôi được kính mời hai người cùng lên một lúc để chúng ta đảm bảo thời gian tổ chức lễ thành hôn được diễn ra một cách xuyên suốt và thành công tốt đẹp. Đã có mặt tại sân khấu hạnh phúc, đó là món quà của hai em Thu và em Hương cùng lên sân khấu chào mừng hạnh phúc cho anh chị. Cảm ơn em Thu, cảm ơn em Hương, cảm ơn hai em rất nhiều. Bây giờ sẽ là em Tuấn Anh và em Hoa cũng sẽ có quà lên sân khấu để chào mừng hạnh phúc cho quý vị và cô dâu. Xin mời. Cảm ơn món quà của em Tuấn Anh và em Hoa đã lên sân khấu. Còn bây giờ sẽ là món quà của em Hồng, cháu Minh sẽ lên sân khấu ạ. Xin mời.
Xin được cảm ơn rất nhiều và cũng xin mời món quà của em Thái cũng sẽ lên sân khấu để chào mời khúc chương trình. Xin mời. Và đến từ bên ngoài, chúng tôi xin kính mời dì Hạnh cũng sẽ trở lên sân khấu cùng với anh Thắng sẽ lên sân khấu ạ. Sân khấu Hạnh Phúc cảm ơn và chào đón dì Hạnh cùng với anh Thắng đang có mặt tại sân khấu Hạnh Phúc để ngày vui ngày cưới của chủ đề và quân số ngày hôm nay có món quà chào mừng Hạnh Phúc cho quân dâu quận đỉnh. Cảm ơn dì Hạnh, cảm ơn anh Thắng đã lên sân khấu. Quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn ạ. Và xin cảm ơn. Và bây giờ sẽ là món quà của em Khánh Anh cũng sẽ trở về sân khấu. Xin mời món quà của em Khánh Anh. Xin mời. Xin cảm ơn rất nhiều món quà của em Khánh Anh đã lên sân khấu để chào mừng hạnh phúc cho cô Tâu và chủ đề. Còn bây giờ, xin mời lên sân khấu món quà của bạn bè của chủ đề Hội Châu Vàng 97 sẽ lên sân khấu ạ. Còn anh Hùng nữa đúng không ạ? Bà Tín Bàn nữa ạ, vâng ạ. Có thể là danh sách trao quà ghi không đầy đủ ạ. Rất là mong... Vâng. Quý vị thấy gì chưa ạ? Nhạc này có quen không ạ? Rất quen đúng không ạ? Nhạc này thì cứ 6 giờ tối là chúng ta được nghe. Và 6 giờ 30 là sẽ có những nhạc tỷ phú mới đúng không ạ? Cảm ơn Hội Châu Vàng 97 với những quà tặng rất giản dị, rất gần gũi và cũng rất quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Quý vị vỗ tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Cảm ơn những người bạn, cảm ơn những người anh em ngày hôm nay đã có những giây phút rất là ý nghĩa và đặc biệt là trở về với sân khấu hạnh phúc có những món quà tặng rất là tuyệt vời và để sẽ đặng tới cô dâu và chủ đề. Kính mời anh Hùng lên sân khấu đi ạ. Anh Hùng đã có mặt tại sân khấu rồi ạ, để trao món quà 10 phút cho cô dâu và chủ đề. Và cũng kính mời anh Hiển sẽ lên sân khấu ạ. Đang trao đây rồi ạ, đúng ạ. Còn ai không ạ? Nhà trai xin phép được hỏi còn sót ai không ạ? Có thể là danh sách trao quà có thể là ghi không đầy đủ được, chính vì vậy mà rất là mong cô xin chú bác anh chị em chúng ta thông cảm ạ. Vâng là còn bà Bàn nữa đúng không ạ? Vâng là kính mời bà lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, ít phút vừa rồi là những món quà tặng phẩm được nhà trai cùng với hội bạn thân của chủ đề Hội Châu Vàng 97 đã chào mừng hạnh phúc cho cô dâu và chủ đề. Và đến từ nhà gái thì chúng tôi xin kính mời lên sân khấu món quà của bố mẹ của cô dâu Hà Thuyết, đó là bố Soan, mẹ Toán sẽ có quà để mừng hạnh phúc cho hai con. Kính mời lên sân khấu món quà của bố mẹ sẽ chào mừng hạnh phúc cho hai con. Đang có mặt tại sân khấu hạnh phúc đó là sự hiện diện của song thân phụ mẫu, bố mẹ thân sinh của cô dâu Hà Thuyết, đó là bố Soan và mẹ Toán đã lên sân khấu để chào mừng hạnh phúc cho hai con. Đúng là không cha thì như núi đất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Đạo làm con chúng ta phải luôn ghi nhớ công ơn, xin hạnh sớm tụ cột cha của mẹ. Thay lời cô dâu chủ đề, cảm ơn cha mẹ đã về sân khấu để có quà chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Kính chúc bố mẹ cùng với gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Thưa quý vị, chắc chắn rồi trong tương lai chúng ta sẽ đón chào những nhà trưởng phụ mới, những nhà tỷ phú mới, đó là bạn trẻ Trần Chiến và Hà Thuyết, khi mà ngày hôm nay họ đang đón nhận được rất nhiều những món quà tặng phẩm đã được nhà trai. Và bây giờ là nhà gái sẽ chào mừng để tạo dựng cho cuộc sống của chúng mình sẽ có những nền tảng kinh tế vững chắc đầu tiên. Cảm ơn bố mẹ đã lên sân khấu để có quà chào mừng hạnh phúc cho hai con. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là món quà của anh Tân Truyền sẽ về sân khấu để mừng hạnh phúc cho hai em. Và sau món quà của anh Tân Truyền thì gia đình nhà chú Thành Lịch và gia đình chú Lưu Luân cũng sẽ trở về sân khấu. Xin cảm ơn và chào đón anh chị cùng với cháu đã lên sân khấu để chào quà mừng hạnh phúc cho cuộc sống hạnh phúc đi. Cảm ơn
cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cháu mạnh khỏe, trọng quan hay ăn trọng lớn. Xin cảm ơn anh chị và cháu rất nhiều đã lên sân khấu để có quà mà hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ sẽ là món quà của gia đình nhà chú Thành Lịch và gia đình chú Lưu Luận cũng sẽ trở về sân khấu ạ. Và sau đó sẽ là món quà của gia đình nhà Bác Màn cùng với Bác Thức cũng sẽ trở về sân khấu. Đang có mặt tại sân khấu hạnh phúc đó là món quà của gia đình nhà chú Thành Lịch và chú Lưu Luận trở về sân khấu. Cảm ơn món quà của gia đình nhà chú, hai chú rất nhiều đã trở về sân khấu. Và bây giờ kính mời lên sân khấu món quà của gia đình Bác Bàn cùng với gia đình nhà Bác Thức sẽ trở về sân khấu ạ. Xin được chào đón và kính mời. Và gia đình nhà Bác B cùng với gia đình nhà anh Tùng Anh cũng sẽ chuẩn bị trở về sân khấu để có quà chào mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, đã có rất nhiều những món quà tặng quần đã được chào mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Ngày hôm nay cũng như là những ngày vừa qua thì cô dâu và chú rể đã luôn đón nhận được những sự quan tâm, những món quà về vật chất và tinh thần để tạo dựng cho cô dâu và chú rể sẽ có những nền tảng kinh tế vững chắc đầu tiên. Cảm ơn món quà của gia đình Bác Bàn, cũng cảm ơn món quà của gia đình nhà Bác Thức đã lên sân khấu chào mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Cảm ơn hai bác rất nhiều, chúc hai bác cùng với gia đình luôn gặp may mắn trong công việc, trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là món quà của gia đình Bác D cùng với gia đình anh Tùng Anh sẽ lên sân khấu. Xin cảm ơn thật nhiều món quà của gia đình Bắc Đê cùng với gia đình anh Tùng Anh đã trở về sân khấu chào mừng hạnh phúc cho chủ đề Trần Chiến và cô dâu Hà Tuyết. Xin được cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là món quà của chị Xuyến và chị Tình sẽ lên sân khấu ạ. Và xin mời hai chị trở về sân khấu. Bên cạnh món quà của chị Xuyến và chị Tình thì ngày hôm nay gia đình chị Tâm An, gia đình chị Lịch Chi và gia đình anh Lực Tâm cũng sẽ chuẩn bị trở về sân khấu. Hãy lời cho cô dâu bảy đi. Cảm ơn rất nhiều món quà của chị Xuyến và chị Tinh. Cảm ơn hai chị, chúc hai chị mãi xinh đẹp, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn hai chị rất nhiều đã lên sân khấu để có quà mừng hạnh phúc cho hai em. Còn bây giờ sẽ là món quà của gia đình chị Tâm An cùng với gia đình chị Lịch Chi sẽ trở lại về sân khấu ạ. Vâng, xin được chào đón và xin mời. Xin cảm ơn thật nhiều món quà của gia đình chị Tâm An, cảm ơn gia đình chị Lịch Chi. Còn bây giờ xin mời món quà của gia đình anh Lực Tâm sẽ lên sân khấu, xin được chào đón và xin mời. Ít phút nữa là sẽ là món quà tặng phẩm của những người bạn thân thương của cô dâu sẽ trở về sân khấu để chào mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Cảm ơn món quà của gia đình anh Lực Tâm rất nhiều đã trở về với sân khấu chào mừng phút cho cô dâu và chú rể. Bây giờ chúng tôi xin mời lên sân khấu món quà của bạn Trinh, bạn Mỹ Duyên, bạn Huyền Diệu, bạn Diệu Huyền, bạn Hà Trâm, bạn Lương Huyền sẽ lên sân khấu. Xin mời các bạn nữ xinh đẹp lên sân khấu để có quà chào mừng phút cho cô dâu và chú rể. Đang có mặt tại sân khấu hạnh phúc đó là món quà của những người bạn rất xinh đẹp của cô dâu Hà Trinh. Đó là ngày hôm nay bạn Trinh, bạn Mỹ Duyên, bạn Huyền Diệu, bạn Diệu Huyền, bạn Hà Trâm, bạn Lương Huyền đang cùng có mặt tại sân khấu hạnh phúc. Đây là những cô gái rất xinh đẹp, những người bạn thân, những người chị em của cô dâu đã lên sân khấu để có quà mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Chắc chắn rồi, tại sân khấu hạnh phúc là những niềm vui, những niềm hạnh phúc rất lớn của cô dâu và chú rể.
quý vị cũng dành những tràng pháo tay thật lớn ạ. Và xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn nữ xinh đẹp đã lên sân khấu để có quà mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón những điều rất là ý nghĩa, thật là đặc biệt đến từ cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được lắng nghe ca sĩ Huyền Thương với những bài hát tác phẩm âm nhạc của mình đã gửi tới các bạn, gửi tới quý vị khách quý. Bây giờ sẽ là tiếng hát của một người rất đặc biệt trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Đó chính là tiếng hát của cô dâu Hà Thuyết ngày hôm nay đặc biệt đầu tiên, đó là muốn dành tặng cho người chồng yêu quý của mình, chủ đề Trần Chiến, sau đó là gửi tới bạn, gửi tới các vị khách quý. Và cô sâu thì có nhờ tới nhạc công của chương trình ngày hôm nay sẽ chuẩn bị bài hát Tình Yêu Phu Thê, đúng không ạ? Tông Nam, và sẽ lấy nhạc beat trên điện thoại, và để ngày hôm nay sẽ giúp cho cô sâu sẽ có bài nhạc hay nhất để ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón cho những khoảnh khắc rất đặc biệt trong một ngày rất đặc biệt của chủ đề Trần Chiến và cô sâu Hà Tuyết. Thời đại công nghệ 4.0 đúng không ạ? Rất hiện đại. Chọn nhạc là có nhạc rồi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát ngọt ngào của cô dâu Hà Tuyết. Xin mời. Có hay không? Tuyệt vời ạ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đúng là tiếng em ấm như hơi thở anh em mà nhớ tới suốt cả cuộc đời, đúng không ạ? Cảm ơn anh đã thương em tuổi xuân này, dành cả cho anh không chỉ là tuổi xuân mà cả cuộc đời này. Chắc chắn rồi hai bạn sẽ có cuộc sống thực sự là hạnh phúc, sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, sóng gió của cuộc sống để có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Là dâu hiền, dì thảo của hai bên gia đình có cuộc sống trọn vẹn đủ đầy. Đó là cũng là mong muốn của tất cả các vị khách quý, của những người bạn thân của cô dâu và chú rể. Những khoảnh khắc rất đẹp và ý nghĩa của cô dâu và chú rể. Một lần nữa chúc cho hai bạn hạnh phúc trăm năm. Kính thưa các bạn, kính thưa quý khách quý kính mến, như vậy là sau biết bao sự mong mỏi chờ đợi, sau biết bao sự mong ngóng, đến giờ phút quan trọng này, chủ đề Trần Chiến đã có cô dâu Hà Tuyết cùng đường đi lối về. Một lần nữa, những người làm chương trình của chúng tôi chúc cho cô dâu và chủ đề hạnh phúc trăm năm. Xin chúc tình thôn xa giữa hai nhà sẽ ngày càng gắn bó bền chặt hơn nữa. Chúc các ông, các bà, các vị khách quý sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cùng cho phép những người làm chương trình của chúng tôi xin được thay lời cho nhà trai cảm ơn sự hiện diện trở về có mặt đông đủ của các ông bà, của các vị khách quý. Cảm ơn tới bà con hàng xóm láng giềng, cảm ơn tới bạn bè nam nữ thanh niên